Vô. Thì như mọi người thấy hôm nay chúng ta lại vô ạc của một bạn viewer này. Cái bạn ấy có yêu cầu khá là đặc biệt, kiểu như là không trap cho một nhân vật nào cụ thể hết á, mà bạn ấy muốn chúng ta trap thánh nhân vật gọi là set dấu ấn nha. Set dấu ấn thôi, cho nên là theo yêu cầu của bạn đó thôi, đúng không? Theo yêu cầu cho nên là yeah bây giờ chúng ta cùng trap rất nhiều thánh nhân vật cho bộ dấu ấn này, tổng cộng là tới tầm như đây thánh nhân vật đấy. Ok, khá là nhiều. Ok rồi, ok, liệu chúng ta sẽ có các món thế giới cho những nhân vật xài gì không? Đầu tiên nè, long không có gì này, phòng ngự là không rồi này. Tấn công thì giữ xem được ha, giữ xem được. Stanley. Vừa vào là đã có Stanley rồi. Lần này đây cộng một. Đó, lần này chúng ta làm trap hết lần rồi, chúng ta nâng lần luôn đi ha. Con này cũng được đây. Oh yeah. Sát thương nguyên tố thủy, nguyên tố băng, phòng ngự à? Không. HP này giữ cho Yelan được ha. Mình sẽ giữ, mình do không có nhân vật cụ thể cho nên mình sẽ giữ cho những nhân vật mà sẽ xài dấu ấn được. Cứ giữ trước đi, lỡ mai mốt có dịp xài ha. Ok. Cái này thật ra giữ cho Yelan cũng được này, nó max roll ha. Tinh thông nguyên tố cũng được. Tấn công cũng được. Ừ, phòng ngự thì không. Hai phòng ngự thì không nhá. Cái này Raiden xài được này. Hồi nãy mình check thử thì thấy ạc bạn ấy cũng có Raiden. Nói chung là giữ mấy cái món tiềm năng lại để nâng lên tiếp theo coi được không. Ok, tiếp nào. Không. Yelan nữa à. Giờ hết Sengling rồi, tới Yelan nè. Ok. Lại Sengling. HP dòng chính, sát thương bạo và không có tấn công thì sự thử được. Hạo phòng ngự. Hạo phòng ngự luôn. Furina, đồ Furina đó. Cái này cũng được này. Ok. Ít nhất phải có dòng hiệu quả nạp hay tấn công phần trăm. Lại dây lan nữa. Nhiều dây lan thế, nãy giờ không có cái hiệu quả nạp nào luôn. Một cái, nãy giờ đúng một cái hiệu quả nạp luôn á. Why? Siêu Silonen luôn. Ê, cái này được này. Khoan. Nice. Ê, cái này được này. Thì không. Tấn công một dòng thì không ha. Tăng trị liệu. Ê, cái này được ha. Có hiệu quả nạp. Với lại cái dòng còn lại thì cũng có thể sử dụng được cho Yelan. Cái này giữ được ha. Tấn công nó luôn luôn lại một dòng ngon nếu mà nó có một crit. Không. Ê, cái này mình quên check cái này giữ được nè. Ok. Không. Ok, giữ được ha. Giữ được luôn này. Ok. Khoan đã, từ từ. khoan. Có lẽ tôi sẽ nấu. Có lẽ nào tôi là thay bánh. Giữ được luôn này, ok. Cái dòng bắt đầu thánh dị vật nhìn cũng ngon này. Không. Mới nói thánh dị vật bắt đầu nhìn ngon xong nó dở liền à. Không nên nói trước điều gì á. Đúng là không nên nói trước điều gì thiệt.
HB này, nãy chúng ta có vài cái HB ngon hơn rồi cho nên chúng ta sẽ không giữ à. Và nãy giờ chúng ta không có một cái tấn công nào mà double crit hay là một cái nạp nào double crit luôn á. Có vẻ set này nó bị nguyền. À, set này nó bị nguyền rủa. Ý. Được, ok. Phòng ngự, sát thương bạo, tỷ lệ bạo. Ok, sát thương bạo, tỷ lệ bạo này. Ê, Yelan xài được nha, Yelan mà trấn là xài được nha. Ok, hợp lý. Hợp lý này. Tác thương nguyên tố phong này. Ok, sát thương nguyên tố hỏa này. Ok. Hợp lý. Cái này max roll nha, giữ được ha. Rồi cái hiệu quả nạp có crit này. Ok, giữ được. Tấn công một tỷ lệ bạo thì thôi. Nãy giờ chúng ta cũng có nhiều rồi ha. Lôi thì không. Không crit. Tác thương nguyên tố thủy được này. Ok. Có vẻ được. Ê, tôi ba dòng phật. Bây giờ ba dòng phụ tệ quá cho nên thôi ha. Ok. Cái này giữ được này. HP chúng ta có đồ rồi nữa. Nên là không giữ cái này. Nãy giờ lông với lại hoa khá nhiều rồi đấy. Đấy, mới nói xong thêm cái hoa nữa này. Phòng ngự. HP, phòng ngự. Tấn công luôn à. Tinh thông, hiệu quả nạp. Silurian có vẻ mạnh đấy. Ê, hai cái liên tiếp luôn hả? Ổng ma cái này. Sao thì sao ấy? Để cái này giữ được rồi, để lên vốn thử à. Nhưng không có gì để nâng hết. Nhưng mà hoa lại có, hoa có hai cái thôi. À... Hỏa, xong. Hơi nhiều lông rồi đấy. Hơi nhiều lông. Cái này roll value khá tốt này. Này cũng được ha. Nãy giờ chúng ta nhiều hoa lắm rồi. Mình đang không tính giữ đâu. Ok, cái này khỏe này. Đó, cái là được á. Cái này thì được. Silurian này mạnh thiệt. Công nhận Silurian này mạnh thiệt. Cũng được. Cái này cũng được. Cũng được luôn. Ok, có thể cho dây lan đấy. Hợp lý. Cái này giữ được ha. Ok. Em xét được luôn á. Nãy giờ đồ hiệu quả nạp nguyên tố đúng ít luôn á. Công nhận xét thì bị nguyền thật. Ồ, hết rồi này. Ok, hết rồi nha. Có gì trong những thứ cuối cùng không? Có cái 3.9 này cũng được. Phòng ngự. Lần áp chót. Lần chót này. Lần chót luôn. Ok, xong. Rồi, bây giờ bắt đầu nâng thôi. Rồi. Một đống đồ luôn này. Ok.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô cái việc là chúng ta nâng cái đống này lên cộng 4 trước để coi cái nào có thể giữ ha. Ok, bắt đầu nè. À, giống như cái này dục nè. Bắt đầu. Rồi giữ một cái giữ cộng một. Một giữ ok một giữ. Không luôn. Phải định không? Không này. Không luôn. Và nó vô sát thương bạo luôn. Ok. Sau khi mà lọc sàng lọc xong thì chúng ta chỉ còn vô đây thôi. Đó. Chúng ta bắt đầu từ lông trước đi ha. All in luôn nè. Nó mỗi cái một dòng. Nice. Ấy cái đầu tiên của chúng ta không tệ này, ok, một cái độ khá là tốt cho sang liên, hợp lý. Rồi đó là bỏ, rồi mọi người biết là bỏ rồi đó ha. Một lần vô tỷ lệ bạo, một lần vô phòng ngự à. Cũng được luôn này, ok, cũng được, hợp lý. Lại một tinh thông nữa. Ê, nhưng mà cái này low roll quá ha. Giờ thêm cái nữa thì cũng vừa đủ 30 CV thôi. Mọi người nghĩ nên nâng không ta? Ừ, mà nó lệch luôn. Ok, dục. Cái này dục này, cái đầu tiên dục. Hả? Từ. Ha. Nó low roll kìa trời ơi. Mà nó vẫn ngon luôn á chứ. Em vẫn được này. Rồi bây giờ hết lông rồi, giờ chúng ta tới hoa đi. Hoa. Rất tiếc. Giờ không có phút. Nó vẫn một phòng ngự này nhưng mà một lần hiệu quả nạp không phải là tệ ha. Chúng ta sẽ tạm giữ nó ở đây đi. Ok, nó lật hai lần vô phòng ngự rồi, bỏ này. Nhân 2 này. I mean it's alright, like. Ê, tính ra là nó vô hai lần tấn công mà nó vô cái này mỗi cái này hai lần, cái này hai lần, cái này một lần mà nó như chưa vô luôn á, tệ quá. Rồi giờ cộng vô đây thử coi. Đó thấy không? Cái này vô hai lần này nó khác hẳn luôn. À, giữ tạm đi ha. Và chúng ta hết food rồi, chờ sao đây? Mười một tỷ lệ bạo, 17 hiệu quả nạp á, giờ rớt thêm một lần nữa thì nó lên được 14, 11 thì cũng không phải tệ ha, nó nhiều hiệu quả nạp, giữ được luôn này. Nó lệch hai lần, thôi bỏ. Ok, bắt đầu giờ chúng ta tới cái cộng 4 tấn công trước đi, giờ nó mà vô cái gì đây, để coi vô cái gì. No, that's a lot of damage. Cũng được. À, đó. Hên quá, nó không all in. Cộng thêm cái phòng ngự đi. Ok, nó lệch lần rồi. Lệch hết luôn. Giữ được. Giữ được luôn. Ok, lên 20 luôn này. Lên lần nữa, sáng liên. Nó lệch lần kìa, từ. Rồi. Chúng ta có thêm thức ăn rồi nhá. À, rồi, cái này bỏ đi ha. Ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu tới cái phòng ngự đáng sợ này.
Why? Ok, cái này lạc rồi kìa. Cày điên cây khủng. Cái này cũng giữ được nè. Không, từ từ. Lần nữa thì 30 CP, nếu lần nữa giữ được. Nếu lần nữa thì giữ được ha. Ok. Vậy tới cái tấn công. Hiệu quả nạp luôn này. Từ từ. Giữ luôn á. Ừ, giữ luôn á. Rồi giờ chúng ta đi xem nhân vật của chị viewer lấy kiếm phút tiếp. Nó né sạch. Rồi bây giờ chúng ta đăng mấy cái nguyền rủa chứ đi ha. Hai phòng ngự rồi. Bỏ. Ok, hên quá, một cái bỏ. Ok, bỏ luôn, hợp lý. Ok, để coi cộng mấy cái món hiện tại rồi lên 20 coi có cái nào bỏ không nè. Okay. Hey, that's pretty good. Từ từ khoan, nó mới lệch một lần thôi. Khoan đã, từ. Trời ơi. Nó lệch hai lần rồi, bỏ ha. Ê, nó ngon hơn cái hiện tại này, chúng ta thay được. giữ 17 đi ha. Hay lên 20 luôn á. Ừ. Cũng không đủ food nữa. À, nó né sạch luôn mọi người. Ok, hợp lý. Ê, nó vô đúng một lần. Bỏ. All in luôn này. Đó. Rồi, mọi người. Cho mình xin một like, một subscribe á. Để ủng hộ cho bạn viewer có một cái nón 40 CV nè. À, 78 rồi này là có thể 40 CV ha. Rồi. Ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nha. 3 2 1 Rage. Brother, what's that? À, chán thế nhờ. Cái này sao? nó hơi min nhưng mà nếu mà mình nó hiện tại nó ngang CV, nó ngon hơn hẳn luôn ấy. Nó ngon hẳn luôn á so với cái Raiden đang cầm. Chúng ta tháo cái Raiden đang cầm mà chúng ta thêm cái này vô để cho chúng ta chơi ha. Nó vô luôn bậy được cho xin chiêu luôn này. 10 điểm. Rồi cộng 1 đô cho xin chiêu. 40. Yes, win ơi, thắng ơi, on set luôn á, nó on set luôn, còn điên con khùng. Lần vô nữa là nếu mà nó max roll á thì mai Raiden húp liền luôn á, hoặc là vô hiệu quả nạp nguyên tố cũng được ha. Let's go. Trời ơi, cái độ cuối này, đó 30 CV hợp lý luôn. Rồi xong, còn một đồ giữ. Vô luôn đi. Silonen hơi mạnh đấy. Silonen này hơi mạnh. Nó cũng có thêm siêu nạp nữa. Mặc dù nó cũng tăng. Ừ, hợp lý. Nó giảm siêu nạp. Rồi hiệu quả nạp nguyên tố như vậy thì đang hơi dư này. Nếu mà dư thì chúng ta có thể kiếm một cái hiệu quả nạp. Chúng ta Sang Linh nó cầm cái nón mạnh điên mạnh khùng vậy. Đó. À vậy thôi, lại hơi thiếu nạp. Chắc là thay lại cái đồng hồ nạp cũ cho con xin chiêu đi. Ok. Rồi để coi lại tỷ lệ sát thương nào. Ok, giờ thì lại hơi thiếu tỷ lệ xíu. Cái này rất không, thực ra nó cũng không ngon lắm, cái này có nhiều tấn công hơn. Ok, thực ra là nếu mà vậy thì cái này ngon rồi này. Cộng thêm la xin cá nữa thì cái này ngon ha. Ok. Hợp lý. Rồi,
Đấy, đây là kết thúc video rồi đấy. Có vài món hơi ảo ma Canada. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng rất là ổn. Ok, rồi. Nếu mà mọi người thích những cái content kiểu như vậy á, thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để cho mình có động lực mình làm thêm những video như thế này ha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Và hãy nhớ ủng hộ hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video ha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.